sao lại bôi bẩn phố phường. Nạn xịt sơn, vẽ bậy khủng bố nhiều nơi đang gây bức xúc cho người dân, nhất là ở các đô thị lớn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng Công an phường Long Thạnh Mỹ buộc Lý Văn Quý, 24 tuổi, Bùi Thái Bảo, 20 tuổi, Nguyễn Văn Được, 22 tuổi, cùng quê tỉnh Cà Mau, tẩy xóa sơn đen trên 70 ghế đá chứa nội dung quảng cáo trang web cá cược đã bị xịt trước đó. Sáng ngày 27 tháng 6, anh Thành Hải ở đường 24, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức mở cửa nhà và tá hỏa vì sau một đêm, ghế đá trước cửa nhà bị xịt sơn đen, nhếch nhác. Trên đó là dòng chữ H, còn cược giải trí, kiếm tiền tỷ. Theo anh Hải, không chỉ ghế đá trước nhà anh mà hàng loạt ghế đá ở phường Long Thạnh Mỹ, phường Trường Thạnh, làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức cũng bị vẽ quảng cáo bậy. Trước cổng chùa đường Nguyễn Xiển, phường Long Thạnh Mỹ có khoảng 5 ghế đá bị xịt sơn. Nơi tôn nghiêm mà họ cũng chẳng tha, ngán ngẩm quá, anh Hải nói. Thực tế, chỉ cần dạo quanh một số tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh, rất dễ nhìn thấy chi chít vết vẽ nguệch ngoạc, hình mặt người, bàn tay phản cảm, quái dị. Đặc biệt là ở vị trí có thành cầu, nhà chờ xe buýt, thùng đựng rác, trạm biến áp hoặc các công trình đang thi công thì càng bị bôi bẩn. Các tuyến đường thuộc những quận trung tâm thành phố như Hàm Nghi, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Đình Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng, Lê Thành Tôn hoặc ngoại thành như xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ cũng bị những nét vẽ nguệch ngoạc tấn công. Có nơi được đặt biển cấm vẽ bậy nhưng vẫn không có tác dụng. Theo người dân, những chữ viết kỳ dị, phun sơn xấu xí này là vẽ bậy, đội lốt graffiti, vẽ tranh đường phố, phóng viên. Tình trạng này đã xuất hiện trong thời gian dài, được người dân tẩy xóa, sơn lại nhưng đâu rồi vào đó, các bức tường tiếp tục bị bôi bẩn. Bà Trần Thị Lựu, 57 tuổi, kinh doanh trên đường Hàm Nghi, quận 1, kể dù nằm gần chợ Bến Thành. Ủy ban nhân dân thành phố và khách du lịch tấp nập nhưng cửa căn nhà nào cũng bị vẽ bậy. Thậm chí, ở một số trụ sở nhà nước cũng bị những nét vẽ ghé thăm. Bọn này toàn thanh niên trai, thường hành động từ đêm khuya đến rạng sáng chứ chẳng dám vẽ ban ngày đâu. Tôi chẳng hiểu sao có cái trò này, vô tri, vô bổ mà còn phá hoại tài sản của người khác, bà Lựu bức xúc. Theo kiến trúc sư Phan Tấn Lộc, Việt Kiều Pháp, thực tế có những nhóm rất thích graffiti, đây là vấn đề liên quan đến tâm thần học. Những người này hoạt động kín tiếng, có nickname, tên ảo và có nghề trước khi ra đường vẽ bậy. Vẽ bậy cũng tốn tiền bạc và đối diện với nhiều nguy hiểm. Ở nước ngoài, có một số tác phẩm graffiti đã được đem đi đấu giá giá trị lớn. Tuy nhiên, ở Việt Nam, chúng ta không nên dễ dãi chấp nhận mà cần phạt nghiêm những kẻ phá hoại. Theo đó, cần tạo cơ sở dữ liệu của những người từng có tiền sử vi phạm. Từ đó giúp nhận diện hình ảnh do camera ghi lại để kịp thời ngăn chặn, kiến trúc sư Phan Tấn Lộc nói.